Xin chào các bạn. Hôm nay cô Tèo sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn cái câu lead. Chúng ta có thể đánh tiếng guitar lead ở trong điệu syllable. Với điệu syllable thì có rất nhiều cái vòng hòa âm để chúng ta có thể chơi được một câu lead. Nhưng mà trong phạm vi cái video này, cô Tèo xin chia sẻ các bạn cái vòng hòa âm nghe rất là trẻ trung. Cái trẻ còn hơn là chứ trẻ nữa các bạn. Cái trẻ dữ dằn luôn. Chúng ta sẽ có 8 ô nhịp. Các bạn quan sát dòng nhạc nhé. Ô nhịp số 1. Đánh tông la thứ các bạn nha. Ô nhịp số 1 mình sẽ vô pha trưởng. Trời cái tiếng gì thì ghê vậy trời. Ô nhịp số 1 mình sẽ vô pha trưởng. Rồi ô nhịp số 2 mình sẽ đánh hợp âm mi thứ và la thứ cùng ô nhịp. Rồi ô nhịp số 3 mình sẽ đánh rê thứ và son trưởng trong ô nhịp. Rồi ô nhịp số 4 mình sẽ đánh đô trưởng và đô 7 trong ô nhịp. Rồi mình quay lại ô nhịp số 5, pha trưởng lại. Ô nhịp số 6 mình sẽ chơi mi thứ và la thứ giống hồi nãy. Ô nhịp số 7 mình sẽ chơi rê thứ và mi thứ. Ô nhịp cuối cùng mình về la thứ. Chúng ta cùng nghe qua cái vòng hòa âm này một lần các bạn nhé. Nghe nó như thế nào ha. Ok, vô. Quá hay các bạn ha, cái vòng hòa âm thật là tuyệt vời, ống mắt trời luôn. Đó là vòng hòa âm mà cô Tèo sẽ chia sẻ các bạn hôm nay về cái câu lead. Mình bắt đầu câu lead nhé. Các bạn quan sát dòng nhạc, chúng ta sẽ tập hai ô nhịp đầu trước nhé. Nhịp pha trưởng, rồi qua ô nhịp mi thứ la thứ nha. Nốt đầu tiên các bạn thấy nốt son không? Nốt son chúng ta có dấu mũi tên đó, có số 1 kế bên, chúng ta sẽ đẩy bend nó lên một cung các bạn nhé. Cũng giống như các bài trước thôi. Sau khi đẩy lên các bạn nhớ rung band chút xíu cho tiếng guitar khi người ta đánh xong rồi đó các bạn. Ta nhấn đánh rồi đó, ta đẩy lên rồi đó, người ta rung rung rung, ta lắc cái tay nè. Đó thì mình đánh xong mình đẩy band, đẩy band xong rồi mình lắc cái band. Rồi. Các bạn thấy hai cái tiết tấu hình liên ba kế bên không? Liên ba đơn nằm kế nhau thấy không? Cùng là một đốt son hết. Chỗ đó chúng ta sẽ nhả band từ từ xuống mà đánh các nốt son đó. Các bạn nghe hiệu ứng của nó nè. Đó các bạn thấy không? Mình vừa đánh thì lên ba bên tay này nhưng mà tay này mình vừa nhả bend xuống. Rồi mình nhả bend hai phách đó qua phách thứ tư tiếp theo. Tổng cộng mình đánh là nốt son đầu tiên mình đẩy bend rồi đúng không? Rồi bắt đầu mình nhả bend từ từ xuống nè, hai cái lên ba đó là 6 nốt. Và cái nốt số 7 tiếp theo mình sẽ về nốt son lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết. Rồi câu tiếp theo. Rê đồ. Son. Các bạn thấy nốt rê có dấu mũi tên không? Đẩy band lên. Rồi. Buông ra. Đô là hết. Mình làm lại cả câu này nhé. Làm lại nè. Đẩy band lên nè. Rung band. Rồi. Nhả band từ từ đánh lên 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi tiếp tục. Đẩy band nè. Đẩy band nút rê lên nè. Rồi tiếp tục. Xón rê, đẩy rê nữa. Thấy cái mũi tên trên đầu đó các bạn. Rồi buông ra. Như vậy chúng ta đã xong hai ô nhịp rồi các bạn. Bây giờ mình lấy tiếng guitar đánh thử luôn nha. Để làm lại các bạn nha. Quá đơn giản các bạn ha. Như vậy chúng ta đã xong hai ô nhịp rồi đó. Bây giờ mình qua ô nhịp tiếp theo. Ô nhịp rê thứ và son trưởng. Qua ô nhịp đô trưởng đô 7. Câu này đó đơn giản. Chúng ta chỉ việc chạy ngón thôi các bạn. Mình bắt đầu chạy nè. Ngón số 2 ngón trỏ vào nốt, rê, nốt pha. Fa, mi, fa, la, do.
Các bạn quan sát ngón của mình nha. Fa, mi, fa, la, đố. Fa, la, đố, si. Son, si, re, re. Son, si, re, đô. Mình làm lại nha, ô nhịp re thứ và son trưởng thôi. Fa, mi, fa, la, đố. Fa, la, đố, si. Son, si, re, re. Son, si, re, đô. Mình tiếp tục luôn nha. Son, đô, re, mi, re, đô, si giáng nha. Lúc này giáng nha các bạn nha. Đừng có chơi si bình nha, si giáng nha. Rồi mình tập lại cả câu. Fa, mi, fa, la, đô. Fa, la, đô, si. Son, si, re, re. Son, si, re, đô. Son, đô, re, mi, re, đô, si, giáng. Rồi kéo dài nó đi cho hết ô nhịp luôn. Như vậy là mình đã tập xong hai ô nhịp nữa rồi. Bây giờ mình nối bốn ô nhịp với nhau nha. Bắt đầu nè, đánh chậm thôi. Rồi, vừa nhả ben vừa đánh lên ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Rồi tiếp tục. Rê đồ, rồi đẩy ben nè, rê nè. Rồi tiếp tục. Đẩy ben, buông ben đánh tiếp. Rồi mình qua ô nhịp tiếp theo luôn. Quá đơn giản phải không các bạn? Vậy chúng ta đã có được 4 ô nhịp rồi đó. Bây giờ mình vô trống đánh thử nha. Đánh 4 ô nhịp này thôi. Vô. Ok đó các bạn, quá đơn giản phải không? Rồi chúng ta qua ô nhịp số 5. Ô nhịp pha trưởng mình quay lại từ đầu nè. Các bạn thấy nốt nhạc lúc này nó rối quá ha. Nốt nhạc như đám rừng nha các bạn ơi. Nhìn thấy rối mắt quá. Rồi những bạn nào biết lý thuyết âm nhạc thì nhìn vô cái hiểu liền quá dễ. Còn những bạn nào không hiểu lý thuyết âm nhạc thì cứ nhìn cô Tèo chia sẻ sẽ biết ngay thôi. Lúc nào mình sẽ rải ở trên xuống nè. Lá nè, mi nè, đô nè, la nè. Rồi ngón số 2 mình chuyển qua nốt son thang. Rồi tiếp tục mình trở về lại la, đô, mi, lá. Đó mình cứ rải xuống, rải lên như vậy. Làm lại nha. Lá, mi, đô, la, son thang. La, đô, mi, lá. Nhưng các bạn nhớ chúng ta sẽ chơi 8 nốt trong một phách. Tức là mình rải lên xuống đây rồi mình rải lên làm sao mà trong một phách là được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Đó chúng ta rải sao mà trong một ô nhịp, trong một phách như vậy là được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Vậy thôi. Mình luyện cho tay mình quen đã rồi mình đầu mình tăng tốc độ sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Rồi mình đánh nhanh chút xíu nha. Đó, mình cứ tập từ chậm cho quen tay rồi tăng tốc độ lên thôi. Đó, khi quen tay mình tăng tốc độ lên. Ok các bạn ha, mình chạy hết 4 phách luôn trong cái ô nhịp pha trưởng này luôn. Rồi bắt đầu mình chuyển nè, coi như cái phách cuối cùng mình chạy nha. 1, 2, 3, 4. Tới đây là hết, bắt đầu mình chuyển qua ô nhịp tiếp theo. Mi thứ nè, mi thứ mình sẽ chạy nè. Son nè, re nè, si nè, và son nè. Nhớ nha, son, re, si, son, rồi pha thăng. Cũng giống hồi nãy thôi, rồi tiếp tục chạy lên. Son, si, re, rồi son. Mình chạy hai lần như vậy, hai phách như vậy các bạn nhé. 1, 2. Tới re này là hết các bạn nhé. Rồi chúng ta về nốt đô. Xong. Bây giờ mình sẽ nối ô nhịp pha trưởng, ô nhịp mi thứ và la thứ với nhau nha. Làm lại nè. 1, 2, 3, 4. Chuyển qua mi thứ nè. 1, 2, 3, 4.
nốt đô là hết, về la thứ lại. Ok các bạn ha. Rồi bây giờ mình tăng tốc độ chút xíu, mình quen tay rồi. Ok. Rồi bây giờ mình có ô nhịp tiếp theo, ô nhịp rê thứ và mi thứ. Rồi sau khi mình kết nốt đô hồi nãy ở la thứ nè, mình còn hai nốt này nữa nè, phà la nè, mình sẽ nối qua ô nhịp rê thứ nha. Ô nhịp rê thứ nè, phá phà la phá mi phà la mi rê phà son mi rê mi son. Ok, rê. Rồi mình sẽ về nốt si là về ô nhịp cuối cùng là la thứ luôn các bạn. Các bạn thấy nốt si này có dấu mũi tên trên đầu không? Có số 1/2, tức là mình đẩy nửa bend thôi. Đẩy vừa lắc bend nha. Đẩy nửa bend thôi. Rồi buông ra, la son la hết. Mình làm lại nha. Ô nhịp rê thứ và ô nhịp mi thứ nè. Phá phà la phá mi phà la mi rê phà son mi rê mi son rê. Qua ô nhịp la thứ nốt si nè, mình sẽ đẩy nửa bend lên, nhéo bend, vừa đẩy vừa lắc. Bạn thấy quanh tay cho tôi có tèo không? Rồi buông ra, la son la hết. Bây giờ mình sẽ đánh nhanh ô nhịp này các bạn nhé. Ok, quá đơn giản. Bây giờ mình sẽ nối 4 ô nhịp với nhau. Từ chỗ mà pha trưởng chạy hồi nãy nè. Đó, bắt đầu chạy tiếp tục nè. Đẩy bend nè. Hết. Rồi, như vậy là mình đã tập xong được 8 ô nhịp rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ nối 8 ô nhịp lại với nhau các bạn nhé. Các bạn nhớ chỗ này nè, chạy tốc độ nhanh chút xíu nha. Tập không thôi, chúng ta tập rời ở ngoài thôi cho quen tay. Khi nào quen tay rồi mình mới ráp vô nha. Chú ý cái đoạn hơi khó đó. Bắt đầu mình, bây giờ mình sẽ ghép cả bài thôi. Vô. Quá đơn giản phải không các bạn? Các bạn hãy cố gắng tập luyện, không có gì khó khăn đâu các bạn ơi. Chẳng qua là thói quen mà thôi. Các bạn phải nhớ tập từ chậm. Luôn luôn lúc đầu vô tập là phải chậm. Tập chậm, quen tay, bắt đầu tăng tốc độ chút xíu, tăng tốc độ chút xíu. Khi quen tay nữa mình vô trống, mình đánh không với trống thôi. Rồi sau đó cuối cùng mình mới ghép hợp âm vô. Các bạn nhớ cái quy trình, phương pháp tập là như vậy nhé. Luôn luôn tập chậm trước. Cô Tèo vừa chia sẻ các bạn cái câu lead ở điệu syllable để các bạn có thể làm cái vốn tập luyện để sau này mình có thể đi đánh đàn ở đâu đó mình lấy ra mình sử dụng, nghe rất là hay phải không các bạn? Trong lúc tập luyện nếu có gì khó khăn các bạn hãy để là bình luận phía dưới video, cô Tèo sẽ chia sẻ đến các bạn. Còn các bạn thấy mà kiến thức cô Tèo chia sẻ mà bổ ích hữu ích á, các bạn nhấn cho cô Tèo một like nè, rồi nhấn nút đăng ký kênh để giúp cô Tèo có động lực để cô Tèo chia sẻ nhiều hơn các bạn nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.